rất là khó. Và hôm nay án của lễ hội đã lên để gửi về với lễ hội ngày truyền thống, lễ hội đền Ông Sắm rất là tuyệt vời. Và đây cũng là di sản văn hóa rất là quý báu của cả nước Việt Nam ta. Và rất là tuyệt vời. Và ngay sau đây thì xin kính mời quý vị đến với đánh giá của anh Hai Đức Tài. Theo yêu cầu khán giả là muốn nghe giá văn khô bơi chén ngàn. Mong rằng tôi sẽ về khu bộ đồ trì cho quý vị ở đây được cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc. Và trong suốt buổi ngày mai nữa là chúng em vẫn xa mắt để phục vụ bà con cô bác chương trình nghệ thuật đặc biệt. Xin cảm ơn quý vị và rất mong quý vị đến đây thì cứ ở lại đây, bao giờ đến sẽ xanh tươi mới được về để cùng lắm cùng say với những làn điệu dân ca. Làm người rất chi là thank you.
vui không? Dạ, biết khó, biết món. Đưa vào một khuôn khổ nghi thức cực kỳ hoành tráng, mang màu sắc dân tộc rất là cao. Để tôi sẽ hình ảnh quân cường dân tộc anh hùng. Cái này chúng ta đón bác bên phía trước. Em cũng không lắm vững được đâu chị ạ. Bà đoàn cái nào nó chạy đi. Xong rồi. Rồi rồi các hiệu hiệu là lễ xong rồi. Vâng. Vâng. Chia ra.